Chiều ngày 6 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về việc điều động bổ nhiệm lãnh đạo quản lý. Đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đến dự trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ. Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Tân Lạc đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về việc điều động bổ nhiệm lãnh đạo quản lý đối với đồng chí Nguyễn Sát Bàng, Phó trưởng phòng Tài chính kế hoạch đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thời hạn 5 năm. Bổ nhiệm thời hạn 5 năm đối với đồng chí Bùi Văn Tường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tư pháp. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động bổ nhiệm. Đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chúc mừng và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực trong công tác của các đồng chí được điều động bổ nhiệm lần này. Các đồng chí đều đã được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao. Trên vị trí công tác mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác cùng với tập thể cơ quan, đơn vị mới, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.